The Da Vinci SI surgical system is the most advanced platform for minimally invasive surgery available in the world today. The integration of high-definition 3D vision, wristed instrumentation, and intuitive motion control enable the Da Vinci surgeon to transcend the limitations of conventional surgical technologies for a minimally invasive approach to a broad range of complex surgical procedures. Kính thưa quý vị, Thùy Nga đang ở trong phòng mổ của Bệnh viện Regional Medical Center. Em ca mổ nội soi một lỗ với bác sĩ Nguyễn Thế Triều Huy và Nguyễn Thế Thiên Năng là người em của bác sĩ Nguyễn Thế Triều Huy. Ca mổ nội soi một lỗ này đặc biệt là bởi vì không những chỉ là một lỗ mà lần đầu tiên được làm với người máy robot. Quý vị sẽ thấy là bác sĩ Huy mổ điều khiển và rạch một đường nhỏ ở trong cái lỗ rốn của mình, và sau đó thì dùng những cái bàn tay của người máy, để chính những cái bàn tay đó là những người bàn tay cắt sẵn những cái bộ phận trong cơ thể, nhưng người điều khiển làm sao cắt, cắt chỗ nào, cắt như thế nào, đó là người ngồi trong máy console, bác sĩ Nguyễn Thế Triều Huy. Thùy Nga cảm thấy rằng là đây một ca mổ khá thú vị. Nếu quý vị nào có muốn biết thêm chi tiết thì quý vị có thể vô trong những cái trang website như là asamed.net, thì quý vị có thể biết thêm về những ca mổ cũng như những cái ngành giải phẫu hiện tại đang có những cái loại mổ nội soi nào mới. Cái ca này đó là ca mổ mà một lỗ thôi, thành ra trên nước Mỹ này nó ít có người nào mà làm cái ca này, maybe nó cỡ độ 2-3 người trên nước Mỹ này thôi. Mà mấy cái ca này là mấy ca đầu tiên hết. Tôi sẽ mổ, lát nữa đem bệnh nhân vô thì mình sẽ thấy. Bắt đầu từ phòng pre-op, có nghĩa là phòng chuẩn bị mổ, cho đến vô thì sẽ gặp người bác sĩ gây mê, là bác sĩ đầu tiên sẽ take care người bệnh nhân để có thể make sure là bệnh nhân sẽ được ngủ, không bị đau đớn trong ca mổ. Và sau đó thì là bác sĩ giải phẫu cũng như những người y tá mới bắt đầu vào ca mổ. Thì đây là đang phần hành chuẩn bị. Như quý vị thấy đó là người y tá trước hết là phải... dùng mỗi một ca mổ như vậy đó, thì một cái bộ máy như vậy quý vị thấy là sẽ phải thay cái bao ni lông để cho cái sự khử trùng mỗi một ca mổ phải rất là sạch, tất cả những dụng cụ trong phòng mổ hoặc là bị giục bỏ, một vài dụng cụ sẽ được rửa lại, nhưng mà đối với Hoa Kỳ thì là đa số là những dụng cụ sau một ca mổ là được giục bỏ hết. Quý vị đang thấy đó, đằng sau Thùy Nga đó là hai bác sĩ mới vừa đục một cái lỗ ngay tại cái lỗ rúng, và bây giờ là cái bộ máy của người robot đã bắt đầu đi vào, và những người bác sĩ Nguyễn Thế Triều Huy ngày hôm nay mổ cùng với người em đó là bác sĩ Nguyễn Thế Thiên Năng, cũng là bác sĩ giải phẫu. Hai anh em cùng trong một ca mổ này và đang bỏ những cái tay của người máy vào trong một cái lỗ của cái lỗ của người bệnh nhân. Để bắt đầu từ đó, sau đây thì là cái gì thì Nga chưa biết, nhưng mà Nga chỉ mới thấy đang chuẩn bị những cái tay của người máy vào một cái lỗ rúng của mình để mà chuẩn bị lấy cái túi mạch ra. Bây giờ đã bỏ hết tất cả mấy cái robotic arm, tiếng Mỹ nó kêu bằng robotic arm, vô trong người bệnh nhân, mà mổ cái này đó là mổ chỉ một lỗ thôi. Thành ra nếu mà quý vị mà thấy đó, tất cả mấy cái robotic arm, nó có 3 cái robotic arm đã gắn vô trong người của người bệnh nhân rồi. Thì bây giờ nó nhìn lên màn ảnh đó, là tất cả mấy cái này đó là mấy cái này lát nữa đó là tôi sẽ vô, tôi sẽ ngồi cái bàn kia, xong rồi mình điều khiển mấy cái robot này để mình mổ.
bây giờ tôi bắt đầu tôi điều chỉnh cái robot nằm ở đây. Thì bây giờ đó bắt đầu đó là khi mà quý vị thấy hồi nãy đó là mấy cái robotic arm bỏ vô người bệnh nhân, mấy cái bộ máy tay đó bỏ vào người bệnh nhân. Thì bây giờ tôi bắt đầu tôi ngồi vô cái bàn này. Cái bàn này đó là nếu mà quý vị lát nữa đó đem cái máy camera nhìn vô đây đó thì quý vị sẽ thấy là tôi điều khiển bằng mấy cái tay này. Mấy cái tay này đó là để mình điều khiển mấy cái robotic arm, mấy cái máy tay bên trên kia để nó mổ cho người bệnh nhân. Quý vị thấy đó là tôi đang làm cái này đó, tôi đang điều khiển trong cái console này đó là thấy mấy cái robotic arm á, nó đang quay, thấy không? Thấy nó đang quay. Nghĩa là cái này là tôi điều khiển từ cái chỗ này. Thành ra cái movement của mình á, mình làm ở đây đó, cái tay của tôi đó, tôi có thể move nó độ 1 cm. Nhưng mà thiệt ra trong cái robotic arm ngay chỗ người bệnh nhân á, nó move cả độ 1 mm. Thành ra cái tác dụng của nó rất là precise. Quý vị thấy đó là bây giờ đó là tôi bắt đầu tôi kẹp cái ống dẫn mạch đó, tôi kẹp xong rồi đó, đây mình cắt chính giữa đây là mình cắt cái ống dẫn mạch. Yes, thì nhìn vô đây đó là những gì tôi nhìn trong này là tôi thấy như vậy, thì là cũng nhìn ra đây thấy ngoài luôn. Là bây giờ đó là tôi bắt đầu tôi cắt. Đây là cái ống dẫn mật của cái túi mật. Đã cắt xong rồi. Còn đây đó là cái mạch máu, ống máu của túi mật dẫn vô cái ống dẫn mật ở đây. Thì quý vị thấy đó, cái clip đó, nó rất là chặt chẽ, nó không có xuất ra được. Thì khi tôi mổ cái này đó thì mình nhìn nó mình thấy rõ lắm, ở trong này thì mình thấy rõ lắm. Bởi vậy mổ bằng cái robotic nó tốt là nó tốt như vậy. Another clip. What's this here, man? You see that? Để tôi chỉ quý vị đó là cái ống này đó là cái này là cái túi mật. Cái túi mật đây nó có cái ống dẫn mật ra đây vô đây là cái ruột của mình ha, cái khu ruột của mình. Đây đó là cái mạch máu thì tôi cắt cái ống dẫn mật. Thì bây giờ mình cắt cái mạch máu thì mình mới lấy được cái túi mật nó ra. Rồi, cắt xong rồi. Ok. Hook. Quý vị thấy đó, đã lấy ra cái túi mật rồi. Thì bây giờ đó, cái túi mật này đã lấy ra rồi đó, thì bây giờ tôi phải vô lại trong người bệnh nhân. Rửa tay xong rồi vô lại, gown lại, xong vô trong đó. Rồi mình mới lấy túi mật ra, coi như là cái phần mà mổ robotic đã xong rồi. Rồi quý vị thấy đó, mổ rất là chính xác, tại vì trong này tôi nhìn vô đó, nhìn vô cái máy này đó, nó gấp 10 lần của cái mắt mình nhìn ở ngoài. Mà also nữa đó là nó là 3D, nghĩa là mình nhìn nó mình thấy ba thước khứa cạnh. Thành ra rất là rõ. Mà khi mình mổ đó mình mổ rất là chính xác. Thành ra cái máy này thưa quý vị, cái máy này đó là tới 2 triệu đồng đặng.
Yeah, no.